Trong một vụ mùa, nhu cầu nước cho cây lúa ở các giai đoạn sinh trưởng và phát triển đều không giống nhau. Có giai đoạn cần ngập nước và có giai đoạn không cần ngập nước, chỉ cần đủ ẩm. Trong canh tác lúa, người nông dân đa số quản lý nước theo phương pháp truyền thống, bơm hoặc giữ mực nước thường xuyên trên ruộng, ngập từ 5 đến 10cm. Nếu gặp thời tiết khô hạn sẽ làm gia tăng chi phí bơm nước trên mỗi vụ, nhưng lại không phát huy tác dụng của việc giảm lượng giống gieo xạ, lượng phân bón, lượng thuốc bảo vệ thực vật và giảm thất thoát sau thu hoạch. So với phương pháp truyền thống, việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ giúp nông dân giảm được từ 2 đến 4 lần bơm nước trong một vụ lúa, giảm được lượng giống xạ, nhưng khả năng để nhánh tăng, lúa khỏe mạnh và sinh trưởng phát triển tốt, sức đề kháng của cây lúa tăng và sức chống chịu với thời tiết, dịch hại cũng tăng, giảm tỷ lệ đổ ngã, năng suất lúa cao hơn. Theo khảo sát, tỷ lệ nông dân sử dụng nước tưới cho lúa chưa hợp lý, chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 60-70% số hộ canh tác lúa. Vì thế, chưa tiết kiệm được lượng nước tưới trong điều kiện khô hạn, nắng nóng và chưa gia tăng được hiệu quả từ việc sử dụng nước tưới trong sản xuất lúa. Nhiều nơi trong tỉnh, mô hình kỹ thuật tưới nước tiết kiệm chưa trở thành phong trào, chính quyền địa phương ít quan tâm, trong khi nông dân áp dụng còn rất ít, diện tích manh mún chưa đồng loạt nên hiệu quả thấp, chưa có sức lan tỏa trong toàn vùng. Kỹ thuật tưới nước ngập khô xen kẽ nhằm giúp nông dân áp dụng quản lý nước theo phương pháp tiết kiệm, giảm số lần lượng nước tưới cho cây lúa theo quy trình 1:5 giảm, gồm phải sử dụng giống lúa cấp xác nhận, giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng phân bón, giảm lượng thuốc trừ sâu, giảm lượng nước tưới và giảm thất thoát sau thu hoạch. Thưa bà con và các bạn, trong điều kiện thời tiết do tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp không đều và kết thúc sớm đã làm cho lượng nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh bị thiếu hụt nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã triển khai và khuyến cáo bà con nông dân thực hiện việc tưới nước theo mô hình tiết kiệm ngập khô xen kẽ. Đây là mô hình phù hợp không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất mà còn giúp cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, góp phần bảo vệ môi trường trong bối cảnh môi trường ngày càng khắc nghiệt do tác động của biến đổi khí hậu như hiện nay. Trong chuyên mục khuyến nông kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu nội dung buổi tọa đàm giữa các kỹ sư thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu với một số nông dân ấp Dòng Bớm A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Mời bà con và các bạn theo dõi. Xin kỹ sư cho biết tầm quan trọng và lợi ích của việc tiết kiệm tưới tiêu trên cây lúa là như thế nào? Tưới nước tiết kiệm cho cây lúa là cái biện pháp tưới ngập khô xen kẽ cho cây lúa, bởi vì cây lúa thì nó có những cái giai đoạn là nó cần nước, nhưng có những giai đoạn là không cần nước nhiều mà chỉ cần đủ ẩm là nó phát triển tốt. Thì hiện nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì vào cái vụ đông xuân thì cây lúa thường bị thiếu nước và cái diện tích thiếu nước thì nó ngày càng tăng. Diện tích thiếu nước trong thời gian tới thì nó cũng sẽ xảy ra trên diện rộng và làm cho cái năng suất lúa giảm, một số nơi thì bị khô hạn cục bộ, có thể mất trắng. Và khi mà cái điều kiện khô hạn nó xảy ra như vậy thì nó sẽ dẫn đến là cây lúa nó sẽ bị ảnh hưởng của phèn mặn, phát triển kém. Cái biện pháp này đã được triển khai trong một thời gian dài nhưng mà cái diện tích ứng dụng vẫn còn hạn chế. Thì để đảm bảo được cái lượng nước tưới trong cái vụ đông xuân thì cần phải tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Về lợi ích của cái biện pháp tưới ngập khô xen kẽ đó là nó sẽ giúp chúng ta áp dụng được đồng bộ các cái biện pháp trong cái 1:5 giảm, đó là giúp chúng ta giảm giống gieo xạ nè, từ đó là giảm phân bón, giảm cái sâu bệnh, dẫn đến là giảm cái chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh trên lúa. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta tưới ngập khô xen kẽ như vậy thì cái điều kiện đất nó được thông thoáng, giúp giải được các cái chất độc trong đất và cái rễ lúa nó ăn sâu xuống, phát triển mạnh cái bộ rễ ra và giúp cho cây lúa nó hấp thu được nhiều dinh dưỡng và hạn chế đổ ngã. Như vậy thì nó sẽ làm tăng được cái số hạt chắc trên bông, dẫn đến tăng năng suất cũng như là tăng cái chất lượng của cái hạt lúa. Và nó cũng tạo cái điều kiện thuận lợi cho chúng ta là trong cái khâu là thu hoạch và giảm thất thoát trong cái thu hoạch lúa. Tôi muốn hỏi kỹ sư một câu là để áp dụng
kỹ thuật tốt, gặp khô sang kẻ, và người nông dân mình áp dụng biện pháp và kỹ thuật như thế nào mới gọi là hiệu quả. Để trả lời câu hỏi của anh Tường thì tôi xin thông tin triển khai một số cái biện pháp kỹ thuật để nâng cao cái hiệu quả trong quá trình mà áp dụng cái mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây lúa. Thì như chúng ta đã biết thì cái giải pháp tưới nước tiết kiệm là một trong những cái gói nằm trong gói kỹ thuật quy trình 1,5 giảm trên cây lúa. Đó là giảm lượng giống gieo xạ, rồi sử dụng giống xác nhận, giảm lượng phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật và giảm cái lượng nước tưới và giảm thất thoát sau thu hoạch. Thì đối với cái một vụ lúa thì chúng ta nên áp dụng cái IBM, rồi áp dụng cái chương trình 1,5 giảm ngay từ đầu vụ, và đặc biệt là cái khâu chuẩn bị lúc đầu là chúng ta nên gia cố bờ bao, rồi san bằng mặt ruộng và khơi thông dòng chảy để cho chúng ta chủ động nước, áp dụng quy trình cho nó đúng. Đối với cái tiết kiệm nước thì chúng ta nên chuẩn bị ngay trước và sau khi xạ thì chuẩn bị một cái ống nhựa, trên ống nhựa thì có chia vạch và có đục lỗ để cho nước ra vào, và cái vạch để chúng ta theo dõi mực nước trên đồng ruộng, và hàng tuần thì chúng ta lên lịch để mà theo dõi cái mực nước, để mà điều chỉnh cái mực nước trên ruộng. Thì tưới nước tiết kiệm trên cây lúa thì nó có 3 cái giai đoạn mà cần ngập nước và 4 cái giai đoạn mà không cần ngập nước. Thì đối với cây lúa mà 3 cái giai đoạn cần ngập nước thì chúng ta phải giữ nước hoặc là bơm nước lên cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Đó là giai đoạn để nhánh từ 10 đến 30 ngày sau khi xạ thì chúng ta phải lên bơm và giữ nước để giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, để nhánh tốt và chúng ta bón phân thuận lợi. Đó là bón phân đợt 1 và bón phân đợt 2. Và cái giai đoạn cần ngập nước thứ hai đó là giai đoạn vào trước và sau khi phân hóa đồng, hay là bà con còn gọi là cái thời kỳ có tim đèn, thì chúng ta cũng bơm hoặc giữ nước cho cây lúa phân hóa đồng, và sau này nó sẽ tăng được cái số hạt trên một đơn vị diện tích. Và cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn vào trước và sau khi trổ bông, tương ứng với 65 đến 75 ngày sau khi xạ, thì cây lúa chúng ta nên giữ hoặc bơm nước để từ 5 đến 10 cm để cho cây lúa trổ bông, đồng thời là chuyển sang cái giai đoạn tức là chín, và sẽ cho cái tỷ lệ hạt chắc cao. Và cái 4 cái giai đoạn tiết kiệm nước gồm cái thứ nhất là giai đoạn mạ, đó là giai đoạn từ 1 cho đến 7-10 ngày sau khi xạ, thì giai đoạn này chúng ta lên rút nước để xem xét, để tạo điều kiện cho cỏ mọc, cũng như là xử lý ốc bươu vàng, rồi phun thuốc trừ cỏ. Đồng thời khi mà nước ất như vậy thì cái bộ rễ nó phát triển, nó sẽ không bị nổi, đồng thời nó phát triển nhanh và tạo điều kiện cho bón phân đợt 1. Và cái giai đoạn tiết kiệm nước thứ hai đó là cái giai đoạn mà cây lúa đứng cái, thì lúc này cây lúa đã đủ số chồi thì chúng ta nên rút nước và khô, và khi mà rút nước khô như vậy thì sẽ oxy sẽ xâm nhập vào trong bộ rễ, đồng thời như vậy sẽ giảm được các khí độc, giảm được cái hạn chế được cái mặn phèn, cũng như là cái bộ rễ phát triển mới. Khi mà chúng ta thấy rễ trắng của lúa ra thì chúng ta bơm nước trở lại thì để mà bón phân cái, thì lúc đó sẽ giảm được cái lượng phân bón và cái hiệu suất phân bón sẽ là cao. Rồi cái giai đoạn mà tiết kiệm nước tiếp theo đấy, đó là cái giai đoạn mà cây lúa mà có đồng già, tương ứng với từ 60 đến 65 ngày sau khi xạ, thì lúc này thì chúng ta cũng lên rút nước để cho cái bộ rễ tiếp tục ăn sâu để hạn chế cái sự đổ ngã. Và khi mà cây lúa trổ bông hoàn toàn từ 75 ngày sau khi xạ thì chúng ta nên rút nước để cho cây lúa mau chín, đồng thời thu hoạch cho nó tiện lợi và giảm thất thoát rơi rụng trong quá trình thu hoạch. Hôm nay có kỹ sư về đây cho tôi hỏi là ở đây là có cái phương pháp ngập khô xen kẽ có một số nông dân áp dụng chưa hiệu quả. Xin kỹ sư cho biết nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả. Mô hình tưới nước tiết kiệm thì đã triển khai từ nhiều năm nay. Tuy nhiên thì qua điều tra của các trạm bảo vệ thực vật của phòng nông nghiệp thì thấy rằng như vậy có một đa số là bà con nông dân áp dụng hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn một số nông dân là áp dụng chưa được như mong muốn bởi các lý do sau đây. Cái thứ nhất là cái công tác chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị chưa được như ý, hay là chưa đạt yêu cầu. Cái
đồng ruộng thì chúng ta chưa có điều kiện san bằng mặt ruộng, san trong quá trình kết hợp với làm đất. Cái thứ hai là cái bờ bao thì chúng ta cũng chưa được gia cố cẩn thận. Chính vì vậy mà đến khi mà chúng ta bơm hoặc giữ nước thì chúng ta là không giữ được, hoặc là khi mà có điều kiện mà chúng ta tháo nước thì như vậy là bơm ra thì cũng không bơm được, bởi vì cái mực nước ngoài nó cao hơn. Đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong quá trình mà chúng ta đặt ống thì chúng ta phải thường xuyên theo dõi để mà bổ sung bơm nước hoặc là tháo nước trong cái giai đoạn mà tiết kiệm nước. Đó. Nhưng mà chúng ta không theo dõi, do đó là chỉ cần như vậy là qua cái đợt đó mà chúng ta bơm nước hoặc là chúng ta làm khác quy trình cái thì coi như là cái hiệu quả của nó không cao. Mà nhất là cái giai đoạn mà cái lúa đứng cái mà chúng ta không tiết kiệm được nước thì cái hiệu suất nó không rõ lắm. Bởi vì cái giai đoạn mà đứng cái mà chúng ta mà tiết kiệm nước thì nó sẽ cho cái hiệu quả rất là cao, bởi vì cái bộ rễ nó sẽ phát triển và nó giảm các cái khí độc, và đồng thời như vậy bón phân nó sẽ hiệu quả và sâu bệnh nó ít đi. Thì chúng ta như vậy là chúng ta chưa tiết kiệm được thời điểm đó thì hiệu quả rất là thấp. Và còn các cái giai đoạn tiếp theo thì chúng ta cũng lên, chúng ta cũng chưa thực hiện được mà chúng ta dõi và chúng ta cũng không bổ sung nước khi mà cây lúa cần ngập nước, thì chúng ta lại ví dụ như là cái giai đoạn mà trước khi sau khi trổ bông mà chúng ta để khô nước thì cái thụ phấn nó sẽ kém đi, và đồng thời như vậy là cái số hạt chắc nó sẽ giảm đi. Đó, vậy đó. Rồi, ngoài ra thì một số ruộng thì nó ở xa các cái kênh mương thủy lợi, do đó là chúng ta cũng bơm truyền nước thì nó ở xa, do đó là chúng ta khi mà chúng ta bổ sung thêm nước hoặc chúng ta tháo nước thì cũng chậm trễ do nó xa kênh mương. Đó. Ngoài ra thì cũng có một số thì tuy rằng tiết kiệm nước áp dụng nhưng mà lại không kết hợp với bón phân cũng như phun thuốc theo cái quy trình của phải làm giảm thì cái công hiệu quả nó cũng giảm. Thì để giúp cô bác lưu ý một số cái ý kiến sau. Cái thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn cái thời vụ, mà vụ đông xuân là cái vụ mà chúng ta áp dụng là tốt nhất, còn lại vụ hè thu và cái vụ thu đông thì chúng ta nếu mà làm thì chúng ta phải gia cố bờ bao cũng như là chuẩn bị cái nguồn nước nước ngọt, hoặc là phải chuẩn bị cái vùng để tiêu nước để tiết kiệm nước cho cây lúa. Cái nhất. Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên vận động những nhà xung quanh để tiết kiệm nước thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Chuyên mục khuyến nông kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.